Đây là những cái cây lily, nó là siêu mẫu chân dài nha mọi người, siêu mẫu chân dài mét sáu, bà Quỳnh có mét rưỡi mà nó cao tới mét sáu mọi người, rất là bự luôn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Xin chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào. Thì cũng theo như yêu cầu của tất cả mọi người thì hôm nay Quỳnh làm một cái video tổng hợp để ra vườn thu hoạch một mớ loại rau củ quả mà hiện tại đầu mùa hè năm nay thì gia đình Quỳnh có đó mọi người. Thì Quỳnh sẽ đi quay một vòng cho mọi người xem nha, Quỳnh với Sa đi. Thì phía ngoài đây nha mọi người là Quỳnh trồng những cái vườn ớt của Quỳnh. Đây. Đó. Đây là trái ớt đầu tiên của nhà Quỳnh nha mọi người. Nó là loại ớt cây đó mọi người. Đó, nó là loại ớt cây. Đây. Còn bên đây nè mọi người là những cái cây cà pháo của Quỳnh. Nó cũng đã ra trái rồi. Vài bữa nữa Quỳnh quay cho mọi người xem nha. Rồi Sa cầm rổ cho mẹ nè. Đi vô đây. Ba Quỳnh. Nè cầm rổ cho mẹ đi. Nó nói là ba Quỳnh đó rồi mọi người. Nè cầm cái rổ nè. Thôi Sa cái rổ cho mẹ đi nè. Đó, phía trên đó là hoa atiso nha mọi người. Phía trên đó là hoa atiso mà hôm bữa Quỳnh đã nói là Quỳnh chừa lại một cái á. Hôm nay thì nó nở nguyên một cái hoa rất là lớn luôn. Rồi bây giờ mời mọi người đi vào phía bên trong lại hai mẹ con Quỳnh để mà thu hoạch mớ rau củ quả cho hai nha. Đi Sa, đi. Và sẵn tiện thì Quỳnh sẽ quay cái cây măng tây mà hôm bữa Quỳnh nói với mọi người là nó cao mét 8 mà mọi người. Thì đây là cây măng tây của Quỳnh nha. Đây. Đó, mọi người thấy nó cao ghê không? Đây, mọi người thấy tự dưới đất của Quỳnh nè. Tự dưới đất ha. Mà lên tính đây nè mọi người, nó cao hơn người Quỳnh luôn. Và nó rủ xuống như thế này. Nó rủ xuống như thế này. Đó, mọi người thấy nó cao ghê không? Và hôm bữa thì Quỳnh thấy nó lên có con cây, Quỳnh đợi cho nó lên nhiều cây mà để ăn mọi người, mới lên đúng con cây thôi. Và ở đây thì là những cái cây con mọi người mà Quỳnh không có ăn á, nó lên nhỏ như nè. Thì ở trong cái chậu này á, thì Quỳnh trồng là hai loại, một loại cây nhỏ và một loại cây là siêu to khổng lồ. Nhưng mà khi mà Quỳnh trồng lên thì Quỳnh thấy cái cây này mọi người biết không, nó có cái trái tròn này nè. Quỳnh không biết là ở bên Việt Nam mình ở trong mấy cái loại hoa huệ rồi hoa huệ mọi người, người ta hay bỏ mấy cái cây này vô kèm theo để mà bán ngoài chợ á. Thì Quỳnh không biết cái cây này có phải là cây măng tây không mọi người. Mọi người thấy nó hao giống lắm. Phía bên đây thì là vườn bạc hà mà Quỳnh mới vừa trồng, mọi người nhổ bớt bỏ mấy cây con này nhiều quá. Mọi người xem luôn, đây là những cái cây lily mà năm nay Quỳnh trồng. Thì hôm nay thì nó là siêu mẫu chân dài nha mọi người, siêu mẫu chân dài mét sáu, bà Quỳnh có mét rưỡi mà nó cao tới mét sáu mọi người, rất là bự luôn. Và hôm nay thì đã nở được là hai cái hoa như thế này, nở được hai cái hoa và rất là thơm. Mày đứng này là thơm ngát hết cả nguyên một góc vườn luôn, rất là đã luôn. Sa lấy cái rổ nhỏ đi con, ra đây mình hái cái trái trái này, là bên đây là trái mâm xôi nha mọi người. Để hái trái mâm xôi trước nha mọi người. Rồi Sa vô đây, Sa cầm cho mẹ nè, mẹ hái nè, trời nhiều quá nè. Đây bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hái trái mâm xôi trước nha mọi người. Đó, trái mâm xôi đây, quá trời cho mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu hái nha. Rồi mình sẽ bắt đầu hái đây. Đó, mình hái là được như vậy nè mọi người. Đó, nè Sa cầm cho mẹ đi. Cá ăn. Cái này con cá không được. Ở vườn của Quỳnh thì Quỳnh mới trồng mà Quỳnh mới nuôi mấy con cá đó mọi người. Cái này con cá ăn, để Sa hái nè. Hái ở đây nhiều lắm mọi người. Mấy bữa trước Quỳnh không hái cái nó rụng hết trơn mọi người. Mà cái trái này của Quỳnh nó là hả, Quỳnh trồng năm ngoái, cái Quỳnh cắt bỏ nhánh đó mọi người. Mà năm nay nó cũng ra quá trời. Nó được cái là nó ngon nhưng mà nó rất là nhiều gai mọi người. Hái có chút xíu mà tay đỏ lè luôn, cho nên hôm nay là Quỳnh tranh thủ là Quỳnh phải đeo bao tay vào mọi người. Hái chút xíu cho ba Sa nó ăn. Đây nè mọi người, coi nhánh trong đây nè mọi người. Con nè. Trời ơi con nè mọi người. Đó. Ở bên Việt Nam mình á thì hầu như là thích cái trái này lắm. Đó, nhiều ghê cho mọi người. Ở phía trong là trời ơi nhiều lắm mọi người. Nè. Sa năm ngoái thì nó không có sợ sâu mọi người. Năm nay em sợ sâu quá. Em không có dám hái mọi người. À. Quá trời luôn. Hôm nay là Quỳnh không có làm theo cái dạng video mà ra thu hoạch chút xíu rồi mình vô mình nấu nha mọi người. Hôm nay sẽ đi quay
theo kiểu là đi hết vườn đó mọi người, có cái gì là mình thu hoạch cái đó ha. Thì lâu lâu mình sẽ làm một cái video giống vậy nha mọi người. Tại vì là một lần á thì Quỳnh không thể nào mà Quỳnh ra Quỳnh làm một cái video mà ăn hết tùm lum hết mọi người ơi. Nè đó, quá trời cho mọi người ơi. Đây đó, hắn nè. Mà sao nó mê. Rồi cái này mẹ mở ra cho nha. Ô đó, thì mới hái sơ sơ chút xíu là được nhiêu đây nha mọi người, là được một rổ nhỏ như vậy là bằng một hộp mà mình mua ở ngoài siêu thị đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào phía bên trong để mà mình hái dưa leo nha mọi người. Rồi bây giờ mà mọi người đi theo Quỳnh nha. Phía bên đây nha mọi người là bầu, phía bên đây là bầu mà Quỳnh trồng, Quỳnh mới quấn gốc ha. Phía bên đây là mướp nha mọi người, phía bên đây là vàng mướp Quỳnh trồng bữa giờ. Bên đây thì là củ hoa, và bên đây thì là dưa leo nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình hái dưa leo. Dưa leo hôm nay nhà Quỳnh thì nó hơi nhiều quá mọi người. Rồi sao qua đây con, để này xuống đi rồi qua đây hái với mẹ nè. Qua đây sẽ hái bên đây nha mọi người. Mình sẽ hái đầu tiên là bên đây một trái. Rồi sao hái đi con, hái đi, hôm nay mẹ cho sao hái đi. Hái trên đây, hái trên đây nè, hái trên đây, hái trên đây, để cái tay đây. Rồi ba sao hái cho mẹ nè. Rồi bỏ vô cho mẹ, bỏ vô rổ. Chai xì đây không? Trời ơi, nó hái được có trái dưa leo mà nó hỏi thấy nó giỏi không. Rồi hái tiếp đi con, hái đi. Thì trái dưa leo của Nhật của mọi người, ở trên nó hay có gai với mọi người. À mẹ quay vậy nè, tao quay vậy nè, quay nè, quay vậy nè, quay vậy nè, quay vậy nè. Rồi bỏ vô cho mẹ, bỏ vô đây, bỏ vô đây. À rồi thôi sao cầm rổ đi, sao cầm rổ, cầm rổ nha. Rồi rồi Quỳnh sẽ hái trái đây nữa nè. Trái dưa leo của Nhật thì thông thường ở trên nó hay có gai á mọi người, thôi để Quỳnh hái luôn đi, xa khỏi hái đó, rất là ngon rồi nè. Rồi mình sẽ hái luôn trái trên đây nha. Đây nha mọi người, không biết mình thấy cái bản mặt bầu Quỳnh không. Đây nha mọi người, đó có một cái nó không có được đẹp á mọi người, cho nên Quỳnh cũng sẽ hái luôn, giống như mình tỉa vậy đó. Người ta nói là cái loại này là dưa leo đèo nha mọi người, cho nên là mình phải hái để cho nó nuôi những cái trái khác. Rồi qua đây, rồi phía bên đây nữa nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình hái trái đầu tiên đây nè. Đó đây trái nha. Rồi nó mọc chi chít đó mọi người ơi, bởi vì là mình không hái là nó già đó mọi người. Mới có mấy bữa mà trời mưa lạnh lên, ở khúc này thì là một vàng quá trời luôn mọi người. Đó trái mình mới hái rất đẹp luôn. Làm cái gì video chứ thật sự á, khi mà Quỳnh làm video á, Quỳnh vẫn thích mấy cái video mà mình đi thu hoạch như thế này mọi người ơi. Đi thu hoạch như thế này á, thành quả của mình làm ra bao nhiêu ngày á, mình thu hoạch mà thấm thấy thích lắm. Bạn nào mà trồng rau củ quả giống Quỳnh cũng vậy đó. Ở đây cũng có mấy cái trái công công á mọi người, thì Quỳnh cũng sẽ là ngắt bỏ luôn. Sao nó đưa cái rổ dưa leo qua cho Quỳnh nè mọi người. Đó nãy giờ thì Quỳnh hái được nhiêu đây nha mọi người. Em mới là đó, đó mọi người không? Mami. Quỳnh sẽ tỉa hết. Ôi. Là những cái trái dưa leo sống ở đây luôn. Sao ôi. Ý nó khoe đó mọi người, nó vô được trong vườn rồi đó, nó vô được trong đây rồi nó phe nè. Những cái trái công công nhiều Quỳnh bẻ hết luôn nha mọi người. Là Quỳnh vừa Quỳnh dưỡng những cái trái khác. Rồi là Quỳnh hái ở đây là hôm nay Quỳnh hái được mười mấy trái dưa leo nha mọi người. Đó mười mấy trái dưa leo. Cái gì sao? Mình sẽ hái hết mấy cái mớ mồng tơi này vô mình nấu canh nha. Mồng tơi á, thông thường thì nó thích những cái nơi mà ít nắng và mát á mọi người, cho nên Quỳnh trồng sát ở đây để cho nó bò lên vàng. Và chỗ này cũng ít nắng cho nên lá nó lên thì rất là bự luôn. Quỳnh chỉ khỏi cần kéo mọi người, bẻ ngang luôn. Mình chừa ở dưới nè nó một. Mami. Thì sao con? Ra đây, qua đây, qua đây. Không một tô tô ni chi chay. Ông Quỳnh sẽ bẻ những cái lá ở đây. Hôm nay mình vô mình nấu được một nồi ngon mọi người. Nồi ôi nó tươi rồi rối luôn mọi người. Mồng tơi này thì Quỳnh trồng là mồng tơi Việt Nam nha mọi người, chứ không phải là mồng tơi Nhật nha. Mami. Ôi, ôi xin đi bu ta ra. Nó đi ra sân á mọi người mà nó sợ sâu. Nó đi ra sân mà nó sợ sâu. Sâu sâu mù chi quá. Mình hái được một mớ này là mớ mồng tơi nha mọi người. Mình để qua đây luôn. Sau khi mà mình thu hoạch được một mớ ra mồng tơi xong rồi mọi người, bây giờ thì mình sẽ thu hoạch tới là đậu que nha mọi người.
Thì bây giờ Quỳnh sẽ cắt một ít đậu que cho mọi người xem nha. Đó, Quỳnh sẽ cho mọi người xem trước nha. Đó, đây nè mọi người, rất rất là nhiều luôn, nhiều lắm luôn á mọi người. Đây, và phần dưới nữa mọi người. Đó, phần dưới nè mọi người. Đây, ở dưới nè, nghe không? Đó, ở phần dưới quá trời quá đất rồi mọi người nha. Rồi, nó đứng ở ngoài nó khóc quá cô chú ơi. Đó, bây giờ cắt đậu que vô hả? Mở kéo ra con, mở kéo ra. Đó, ồ, đậu que bây giờ đến lứa rồi mọi người. Hái quá trời đẹp luôn. Nè phần dưới nè mọi người, quá trời luôn nè. Nó đứng ở ngoài mọi người, nó sợ sâu. Nó sợ sâu, nó đòi đi vô đây mẹ ôm. Trời ơi, 3 tuổi rồi đó mọi người. Mà nhõng nhẽo lắm, nó mới chịu. Đó, quá trời chưa. Mê luôn. Nè sao ôm cái rổ cho mẹ đi. Ôm rổ đi. Ôm rổ cho mẹ. Rồi, ôm rổ nha. Nó sẽ đứng kế mẹ, không có con mùi si nào dám cắn xa đâu. Không có con nào cắn xa đâu con. Đẹp quá, ngon quá. Cắt mùi si đã chết. Cắt mùi si chết luôn á, đúng trời. Trời ơi, cái cây này ở dưới nè mọi người. Coi nè, quá trời chưa nè. Thì mê luôn. Cô ơi. Cô Quay, không có cô Quay đâu con. Có mẹ đây đâu cắn con đâu. Có mẹ đây đâu cắn con này. Đó. Hôm nay ba ba ăn nha ba ba. Mưa si đâu? Trời ơi, mình hái nhanh nhanh thì mọi người, trời mưa rồi. Sao vậy trời? Sao tự nhiên ông trời ổng đổ cơn mưa? Ổng đổ cơn mưa chứ ai buồn, ai khổ. Không thấy ai buồn, ai khổ mà thấy bà Quỳnh bà buồn, bà khổ rồi. Đã mưa rồi, bên đây, bên đây, bên đây. Đang hái nửa chừng mọi người ơi, lỡ làm video rồi cho nên làm luôn nè. Đang nắng mà sao tự nhiên mưa với ta? Đó. Đây nè mọi người. Tháng này với mọi người thì ở Nhật nó mưa dữ lắm mọi người. Đó, tươi xanh mọi người. Hồi nãy cho con xa nó ra đây với mọi người mà nó sợ côn trùng ngoài đây nè. Cái bây giờ chỉ còn mình hái thôi. Mình đem cái rổ đậu qua đây cho mọi người xem. Nãy giờ mình hái có chút xíu thôi mọi người. Đậu năm nay thì Quỳnh trồng có 10 cây thôi. 10 cây đậu là 10 hạt đậu mình gieo lên thành 10 cây đó mọi người. Đó, ở trên mà nó lên được vậy đó. Chỉ cần trồng như đây thì mình đủ ăn cả một mùa luôn đó mọi người. Mưa rồi. Ngon quá mọi người. Hái mấy cái đậu này nó hay bị sót mọi người. Tại vì nó bị lá nó che nè. Trời ơi, không thấy cái vài bữa nữa mọi người không? Năm ngoái mình hái, Quỳnh hái cái Quỳnh bỏ sót mọi người. Cái Quỳnh không thấy luôn, cái nó rụng hộp mọi người. Nó rụng hộp nó lên luôn. Và đây là cái rổ đậu que Quỳnh mới vừa hái xong nha mọi người. Nói là xào được cả một chảo luôn nha mọi người. Một chảo đậu que xào với lại hải sản cũng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía đằng trước nha mọi người. Mình sẽ thu hoạch ra một ít rau dền nha. Đây. Đây mới rau dền nhà Quỳnh nha mọi người. Thì mình trồng Quỳnh trồng ở nhà có ăn thôi mọi người, chứ không có được tốt như của người ta nha. Có nhiều mình hái nhiều nha. Rồi mình sẽ hái từ phía bên đây trước nha mọi người. Cái rau dền này nó cũng rất là dễ luôn á mọi người. Là khi mà mình hái mình ăn như thế này á, mình cắt ngang á mọi người, là bắt đầu vài bữa nữa nó lên tiếp. Mình không có cần phải mà mình nhổ nguyên cái gốc lên giống như bên Việt Nam mình bán nha mọi người. Bởi vì bên Việt Nam mình á bán nhổ gốc lên vậy giống như là thói quen á mọi người của người ta thấy là mấy cái rau dền này mà nhổ gốc lên á thì người ta thấy người ta thích hơn. Còn mình ăn ở nhà mà mình cắt như vậy á, mình ăn được rất là nhiều lần luôn. Mọi người không tin, mọi người làm thử theo Quỳnh đi, bảo đảm nha mọi người nha. Mọi người ăn một chậu như vậy nè là mọi người ăn được 3-4 lần trong một mùa hè luôn á. Đây Quỳnh trồng nó không có lên đều mọi người. Đây đó, và đây là cái rổ rau dền mà Quỳnh mới cho thu hoạch được đó. Mình sẽ đem vào đây luôn đó, nãy giờ mình để trong đây này, để vào một ít dưa leo, một ít rau dền, một ít rau mồng tơi, một ít mâm xôi đỏ. Nó vẫn còn trên cây với mọi người mà Quỳnh hái được nhiêu đây thôi đó. Và một ít đậu que.
Đó, tổng cộng ngày hôm nay của Quỳnh được được bao nhiêu đây nha mọi người. Mong rằng mọi người sẽ thích cái video này của Quỳnh. Và cái video của Quỳnh đến đây cũng sẽ kết thúc. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai.